Hello, xin chào 500 anh em đến với kênh của mình nhá. Hôm nay thì lại là một cái ngày đẹp trời và lại là mình lại nạp 35 củ vào chiến tiếp trên game 68 cái bài nhá anh em nhá. Và hôm nay mình sẽ hướng dẫn anh em cách bắt cầu sóc đĩa, tiếp tục hướng dẫn anh em cách bắt cầu sóc đĩa đúng không? Để cho những anh em nào và gọi là đánh mãi mà không có lãi, đánh mãi mà không về bờ được, không cập bến được thì anh em có thể xem qua cái video này của mình và tham khảo công thức đánh của mình nhá anh em nhá. Ok, bây giờ thì sẽ vào luôn con sóc đĩa và một hai tay đầu. Thì mình sẽ xem cầu đi thế nào đã nhá anh em nhá. Bỏ tay này, bỏ này anh em này. Để xem tay này chúng ta sẽ có gì nhá. Nếu mà theo cái suy đoán của mình thì mình nghĩ tay này sẽ làm con chẵn anh em ạ. Còn ngược lại không biết nó. Đó đúng không? Ra thứ tử luôn kìa. Đó, và nếu thế thì tay này mình đã, nếu mà nó ra con chẵn thì tay này mình sẽ đánh chẵn luôn nha anh em nhá. Đánh theo chẵn luôn được chưa? Đánh theo chẵn luôn nha. Tay này thì mình sẽ quất ngay một con chẵn 3M này. 3M nha và dưới sẽ lót 2 lít đi. Ok. À thôi không lót thứ tử nữa anh em ạ, 4M nhá, nặng vào 5M luôn anh em. À thôi 4M thôi. Và bên dưới mình sẽ không lót thứ tử nhá. Mình nghĩ là vừa ra thứ tử rồi mà bây giờ nó mà ra chẵn thì nó chỉ có gọi là ấy thôi anh em ơi. Nó chỉ có gọi là sấp đôi thôi. Đó. Hoặc là có thể là sẽ đi một con lẻ luôn á. Đó, thấy không anh em? Nếu mà nó ra thì nó chỉ ra sấp đôi thôi. Đó, đấy là cái suy đoán của mình. Đấy. Còn nếu mà nó ra thứ tử thì hơi phí thôi đúng không? Rồi bây giờ thì mình sẽ đánh một con lẻ anh em ạ, bẻ một con lẻ nha. 1M thôi, nút tay này mình sẽ bắt đầu vào theo công thức nhá. Rồi. Ok, bú luôn con lẻ này. Và tiếp theo mình sẽ đánh một con chẵn nhá. Rồi nốt tay này mình sẽ bắt đầu vào theo công thức anh em ạ. Nốt tay này nha. 750 được chưa? Thế thôi đúng không? Ok, bù luôn anh em, được chưa? Quá hợp lý luôn đúng không? Và cái công thức của mình thì nó lại là cái công thức đơn giản mà mình hay chỉ anh em đó, là đếm những cái điểm hàng dọc anh em. Mục tiêu của mình là đó, cái công thức này ngày nào mình cũng sử dụng, mục tiêu cũng chỉ là kiếm lãi thôi, nên là dùng cái công thức nào đánh mà nó có lãi là được đúng không anh em? Và bây giờ thì sẽ là lấy những cái điểm hàng dọc nha, đếm điểm hàng dọc. Điểm hàng dọc nghĩa là gì? Là mỗi hàng dọc điểm phiên ấy, chúng ta có hai trắng hai đỏ anh em tính mình là một nhá. Rồi bây giờ thì đếm này, 1 này, 2 này, 3, 4 thì tổng là có 4 điểm hàng dọc nhá. 4 là chẵn thì đánh mình còn chẵn nha. Đó. Đánh chặn tiếp 1M à, 5 lít thôi, cái này 5 lít rồi anh em ạ, lại đánh nhỏ lại nhá. Ui lại gãy rồi anh em. Rồi bây giờ là 1 nhá, 2, đó, và 3, có 3 rồi anh em ạ, 3 lẻ mình nhá, 5 lít thôi. Tay này lại trưởng vào đánh 5 lít này. Cứ đều tay vậy thôi anh em, cần gì mà đánh to đúng không?
Ui, lại ra chặn đây em ạ. Sao vào đây công thức bắt là gãy luôn đi à? Đánh thế nào gãy ta đấy nhở? Rồi bây giờ là một này, hai này, ok và có hai thì đánh chặn nhá, lại đánh chặn, chuyển qua đánh chặn, lại 5 lít thôi anh em ạ, cứ thế rồi đúng không? Tầm này cứ vào đều tay để giữ số lãi, lúc nãy kiếm được rồi anh em ạ, đó. Ma lại gợi anh em ơi, cái cầu gì đấy không biết. Rồi bây giờ thì tiếp này, 1 này, 2 này, 3, 3 là lẻ đánh lẻ nhá, 5 lít lại đánh lẻ. Ui lại gỡ này, thôi cầu gì đây nghỉ anh em nhá, vào theo công thức mà không được tay nào để thôi giữ số lãi lúc nãy nghỉ thôi anh em ạ. Đấy nói chung là đánh thì anh em cứ đánh đều tay, mà nếu mà cảm thấy không ổn thì lúc giờ khác vào nha anh em nhá. Chứ mình đánh tay nào mà gỡ tay đấy này thì nó cũng hơi khoai anh em nhỉ, thôi nghỉ thôi, chốt 3M rồi anh em ạ, vừa kiếm được 3M rồi chốt nhá. Cái lúc vào theo công thức thì thú thật với anh em là hơi đen, đó, đen thật đúng không? Nên là thôi chấp nhận nghỉ thôi. Và cảm ơn anh em đã đón xem cái video này của mình nhá. Nếu thấy video hay đừng quên là bấm like giúp mình nhá. Hẹn gặp lại tất cả anh em ở những clip tiếp theo nha.